Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là trong tháng 5 này, Như Chi có cuộc chia ly, có chuyến công tác tại thành phố Hải Phòng. Xin giới thiệu một góc thành phố Hải Phòng ạ. Đây là tôi đang đứng trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân của thành phố Hải Phòng. Thông thường thì trong mỗi dịp công tác thì chúng tôi thường hay đến các bưu cục của VNBOT, đơn vị đồng chủ trì hoạt động thiện nguyện Như Chi Hiền có cuộc chia ly từ năm 2019. Trong thời gian hạn hẹp của chuyến công tác thì chúng tôi thường thì không đến được tất cả các gia đình đăng ký tìm kiếm người thân, đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hải Phòng này ạ. Thì theo ghi nhận tại Như Chi Hiền cuộc chia ly của chúng tôi thì chúng tôi có được khoảng hơn 50 bộ hồ sơ, mà người đăng ký tìm kiếm người thân thì có hộ khẩu thường trú tại địa bàn quận của mình. Thì nhưng trong những lúc như vậy thì chúng tôi thường hay nhờ các anh chị ở các bưu cục VNBOT mà chúng tôi đến công tác, những địa phương mà chúng tôi đến công tác thì sắp xếp cho chúng tôi địa điểm để chúng tôi đón tiếp thân nhân. Trong thời gian mà trong lúc chúng mình chờ các cô chú đến thì mời mọi người tham quan bưu cục Lê Chân ạ. Dạ. Hôm nay Như Chi Hiền có cuộc chia ly đi công tác tại Hải Phòng thì vô tình là được đón một cái mùa gọi là những mùa nóng đầu tiên của Hải Phòng. Hôm nay nhiệt độ đang 41 độ ạ. Dạ, mời mọi người vào. Chào anh Túc. Dạ. Chào các anh chị. Thì hôm nay cuối tuần. Giới thiệu mấy chị, đây là chị Mai Kim Chi. Dạ. Phó đốc phụ trách huyện trung tâm 1. Dạ, em trực tiếp quản lý vùng Lê Chân. Dạ. Chị Chi là mình tính ra là chị Chi là mình quản lý trực tiếp của vùng Lê Chân này luôn đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thế thì cho em hỏi là trên cương vị là người quản lý trực tiếp cái bưu cục Lê Chân á, chị cho biết là bưu cục mình triển khai cái dịch vụ hành chính công này là được bao lâu rồi chị? Từ năm tháng 10 năm 2016 thực hiện cái quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ thì tất cả các bưu cục trên địa bàn thành phố đều đã triển khai cái dịch vụ hành chính công, trong đó có bưu cục Lê Chân. Thì là ở đây mình có nhiều dịch vụ không chị? Ở đây bưu cục ở đây rất nhiều dịch vụ, các cái dịch vụ bưu chính chuyển phát, các dịch vụ về tài chính và các cái dịch vụ hành chính công. Chị có thể liệt kê ra cho khán giả của Như Chi Hiền của Chi Ly biết được là các cái dịch vụ hành chính công mà hiện tại thì đang bưu cục Lê Chân mình đang triển khai ạ. Hiện tại thì bưu cục Lê Chân đang triển khai các cái dịch vụ ví dụ như là cấp đổi giấy phép lái xe, chứng minh thư, hộ chiếu, cấp đổi hộ chiếu, làm thủ tục về lý lịch tư pháp và các cái dịch vụ mà chuyển phát các cái dịch vụ thuộc một cửa, bộ phận một cửa của sở ban ngành, cái kết trả các cái kết quả hồ sơ các dịch vụ đó. Dạ, chị nếu cái mà em nghĩ là mọi người quan tâm khi sử dụng cái dịch vụ hành chính công á, đó là cái thời gian xử lý, cái cách làm và coi như cũng là cái quan trọng nhất, cũng là cả cái lệ phí nữa. Thì chị có thể chia sẻ với mọi người là nếu như bây giờ người dân đến cấp đổi hộ chứng minh nhân dân thì người ta sẽ mất bao lâu và cái phí là bao nhiêu? Về cái phí mà cấp đổi cái chứng minh thư thì chỉ mất có 25.000 thôi. Và người dân khi mà đến bưu cục hoặc là họ không cần đến bưu cục mà chỉ alo thì bưu điện sẽ có nhân viên thu gom đến tận nhà để phục vụ. Trong thời gian là chưa đến một ngày thì toàn bộ các cái hồ sơ của người dân sẽ được chuyển về cơ quan chức năng là cơ quan công an để cấp đổi cho lại chứng minh thư cho người dân. Và sau khi mà có kết quả từ bên cơ quan chức năng thì trong vòng một ngày người dân sẽ lại nhận lại cái giấy tờ của mình, thì họ có thể là đăng ký nhận tại bưu cục hoặc cũng có thể là nhận tại nhà. Nếu như nhận tại nhà thì mình có phát sinh thêm phí không chị?
Về thủ tục nhận tại nhà thì cũng không phát sinh thêm phí. Em thấy như vậy thì rất là tiện, nhất trong là những cái khí hậu đặc thù của Hải Phòng thì sẽ có những cái mùa thì nó rất là lạnh và những cái mùa nó gọi là nó nóng như hôm nay. Trong cái thời tiết mà nóng như thế này thì thực sự đây là một cái dịch vụ mà hết sức là tiện ích đối với người dân. Thì khí hậu của miền Bắc thì mùa nóng thì rất là nóng và mùa lạnh thì không rất lạnh. Và hơn nữa là người dân đi lại không phải mất cái thời gian đi lại quá nhiều. Vì vậy mà cũng tránh được rất là nhiều cái rủi ro. Đồng thời là cái dịch vụ đấy hết sức tiện ích ở việc cũng giảm được các cái áp lực cho các cái công cho các cái bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các cấp cũng như sở ban ngành. Bởi vì là thay vì mà họ tiếp rất là nhiều công dân trong một ngày thì họ chỉ cần làm việc với một nhân viên bưu điện khi mà tiếp nhận hoặc là chuyển trả hồ sơ. Dạ, với ngoài cái là mình là quản lý tại Bưu cục Lê Chân thì với cái vai trò là một người dân á, chị thấy là cái dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công ích của chính phủ của mình á, nó như thế nào? Thực sự là bắt đầu từ năm 2016 cho đến nay thì thấy rằng là cái dịch vụ này ngày càng phát triển rất là tốt. Cụ thể như sản lượng các cái bưu gửi nó được tăng rất là nhiều lần qua hàng năm, thì cũng có thể nhận thấy rằng là người dân đón nhận và hưởng ứng cũng như rất là nhiều người ra bưu cục cũng rất là vui mừng, bởi vì đến bây giờ họ không phải đi đến các cái cơ quan sở ban ngành nữa mà họ có thể đến bất kỳ một bưu cục gần nhất để thực hiện các cái mong muốn của mình. Dạ, bây giờ chị có thể giới thiệu cho Vân em xem. Xin giới thiệu với bạn, đây là bạn Lanh, là giao dịch viên ở bưu cục. Dạ, bạn là người trực tiếp giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân. Dạ, chào chị. Và đây là bạn Nghiêm. Các cái dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính. Em chỉ đợi em một tí, em thấy có một người đến sử dụng dịch vụ hành chính công để em tới em dạ em xin. Chào chị Lanh, thì hàng ngày tại bưu cục Lê Chân này của mình á, thì có nhiều người đến sử dụng cái khoảng bao nhiêu người ta đến sử dụng cái dịch vụ hành chính công này chị? Hàng ngày thì cũng có nhiều người đến sử dụng dịch vụ hành chính công tại bưu cục của em ạ. Thì đây là một cái dịch vụ rất là tiện lợi và nên là rất nhiều người đã biết đến cái dịch vụ này ạ. Dạ. Chào anh tên là anh Hoàng. Chào Hùng. Anh Hùng. Dạ chào anh Hùng. Hôm nay là cho em dòm tí nào. Hôm nay là anh đến đây để làm em chữ nhỏ của em không có nhìn thấy được. Hôm nay mình đến đây để sử dụng cái dịch vụ làm gì vậy anh? Xin cấp lại cái lý lịch tư pháp. Dạ. Mình cấp lại lý lịch tư pháp để làm gì anh ha? Xin việc. Đi xin việc. Thế rồi trước đây anh biết qua tại sao anh biết được ở đây có cái dịch vụ hành chính công này mà anh đến anh làm ở đây? Bởi vì là thường ngày thì là anh cũng có xem qua tivi và thường ngày thì cũng qua đây gửi đồ cho con gái bên Hà Nội. Đấy, thế mình
biết được cái dịch vụ này. Dạ. Đấy. Là cũng có mấy lần thì mình vi phạm giao thông thì mình lên đây thì mình nộp phạt thì mình nhờ qua trung tâm dịch vụ này người ta làm. Dạ. Thì mình đỡ phải mất công mình lên trên trên kia mình nộp phạt. Dạ. Thì anh thấy nó tiện hết không? Có. Thì từ ngày anh biết qua dịch vụ thấy là nó rất chi là tiện ích. Mình đỡ phải mất công mình lên trên tư pháp các thứ, hoặc là mình cần cái dịch qua dịch vụ là mình làm nhiều cái công việc này chỉ qua dịch vụ. Mình làm thì khi mà có kết quả thì là người ta sẽ gửi đến tận nhà mình, thì mình đỡ phải mất công mình đi. Tôi thấy là việc này rất chi là tốt. Với cái sự tiện ích đó thì anh có sẵn lòng là chia sẻ và giới thiệu với người thân cũng như bạn bè của mình biết đến cái dịch vụ hành chính công ở các điểm vô cục của VNPost không anh? Có. Từ ngày là anh biết qua cái dịch vụ này, anh giới thiệu cho rất nhiều người thân rồi. Có rất nhiều người đến người ta làm những cái từ các thứ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Hùng nhé. Dạ. Thì đã giới thiệu sơ qua với các bạn là cái điểm các dịch vụ hành chính công tại bưu cục Lê Chân. Thì các cô chú của chương trình cũng đã đến rồi. Các cô chú đang đến chờ ở đây nên thôi tạm biệt các bạn đã. Mình để rồi hẹn các bạn lại dịp sau. Còn bây giờ thì như chị hiểu của cục chia ly đang sẽ thực hiện những cái nói chuyện với lại các cô chú mà đăng ký tìm người thân tại địa bàn quận Lê Chân. Đây, xin chào.